Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp bạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, ăn hỏi dạm ngõ là thủ tục quan trọng trong việc kết hôn. Vì thế, xem ngày ăn hỏi dạm ngõ cũng quan trọng không kém ngày cưới. Thông thường ngày ăn hỏi dạm ngõ hay được chọn cùng với ngày cưới. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp phải chọn ngày ăn hỏi dạm ngõ riêng. Trước khi bước vào ngày vu quy, bạn nên tham khảo cách xem ngày ăn hỏi dạm ngõ theo tuổi vợ chồng chuẩn nhất để cuộc sống hôn nhân sau này thuận lợi, hạnh phúc, ít sóng gió. Trong video ngày hôm nay, Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày ăn hỏi dạm ngõ tốt nhất trong tháng 2 âm lịch năm 2023. Kiến thức này được trợ duyên bởi Thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng những ngày tốt mà Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ ăn hỏi, dạm ngõ trong tháng 2 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất ăn hỏi dạm ngõ trong tháng 2. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hành thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác ăn hỏi dạm ngõ được thuận lợi và may mắn. Để lựa chọn ra được ngày tốt ăn hỏi dạm ngõ, đầu tiên ta cần phải loại bỏ những ngày xấu. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạ Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người, hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc ăn hỏi, dạm ngõ trong tháng 2 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình đến những ngày cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộng mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 34 9119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày ăn hỏi dạm ngõ phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ ăn hỏi dạm ngõ bao gồm những ngày sau: sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, vãng vong, dương công kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, trực bình, trực thâu, trực bế, trực mãn, kiếp sát, tài sát, nguyệt hình, nguyệt hại, nguyệt yểm, thiên sư, đại thời, tứ kỵ, tránh tứ phế, từ cùng, ngũ ly, bát truyền, ngũ mộ. 2. Ngày hợp ăn hỏi dạm ngõ: thiên nguyện, dân nhật, thiên đức hợp, nguyệt đức hợp, thiên xá, nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, thiên hỷ, lục hợp, ngũ hợp. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cát hung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất ăn hỏi, dạm ngõ trong tháng 2 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 2 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 20 tháng 2 dương lịch năm 2023 đến ngày 21 tháng 3 dương lịch năm 2023. Tháng 2 là tháng Ất Mão, là tháng đủ có 30 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Kỷ Dậu, ngày 30 là ngày Mậu Dần. Trong tháng 2 âm lịch có hai tiết khí là Kinh Chập và Xuân Phân. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 2 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 2 âm lịch là ngày Sửu và Tý, bao gồm các ngày mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý, 28 Bính Tý, mùng 5 Quý Sửu, 17 Ất Sửu, 29 Đinh Sửu. Đây là những ngày xấu không nên dùng vào việc gì. 2. Ngày thụ tử trong tháng 2 âm lịch là những ngày Thìn, bao gồm có 2 ngày, mùng 8 Bính Thìn, 20 Mậu Thìn. Hai ngày này cũng kiêng không làm việc gì. 3. Ngày tam nương bao gồm có 6 ngày, là ngày mùng 3 Tân Hợi, mùng 7 Ất Mão, 13 Tân Dậu, 18 Bính Dần, 22 Canh Ngọ và cuối cùng ngày 27 là ngày Ất Hợi.
đó là 6 ngày tam nương cần tránh, kiêng kỵ mọi việc. 4. Ngày nguyệt kỵ bao gồm các ngày mùng 5 Quý Sửu, 14 Nhâm Tuất và cuối cùng là ngày 23 Tân Mùi. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 5. Ngày vãng vong là những ngày tỵ, bao gồm mùng 9 Đinh Tỵ, 21 Kỷ Tỵ. 6. Ngày dương công kỵ trong tháng 2 là ngày 11 Kỷ Mùi. 7. Ngày trực kiến là ngày Mão, bao gồm các ngày mùng 7 Ất Mão, 19 Đinh Mão. 8. Ngày trực phá là những ngày Dậu, bao gồm 3 ngày mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu, 25 Quý Dậu. 9. Ngày trực bình là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 10 Mậu Ngọ, 22 Canh Ngọ. 10. Ngày trực thu là những ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý, 28 Bính Tý. 11. Ngày trực bế là những ngày Dần, bao gồm 18 Bính Dần, mùng 6 Giáp Dần, 30 Mậu Dần. 12. Ngày trực mãn là những ngày Tỵ, bao gồm các ngày mùng 9 Đinh Tỵ, 21 Kỷ Tỵ. 13. Ngày kiếp sát là những ngày Thân, bao gồm 12 Canh Thân, 24 Nhâm Thân. 11. Ngày tai sát là những ngày Dậu, gồm 3 ngày mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu, 25 Quý Dậu. 15. Ngày nguyệt sát là những ngày Tuất, bao gồm 2 ngày mùng 2 Canh Tuất và 14 Nhâm Tuất. 16. Ngày nguyệt hình là những ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý và 28 Bính Tý. 17. Ngày nguyệt hại là ngày Thìn, bao gồm có 2 ngày là ngày mùng 8 Bính Thìn và ngày 20 Mậu Thìn. 18. Ngày nguyệt yểm trong tháng 2 là những ngày Dậu, bao gồm 3 ngày mùng 1 Kỷ Dậu, 13 Tân Dậu, 25 Quý Dậu. 19. Ngày thiên sứ là những ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 4 Nhâm Tý, 16 Giáp Tý, 28 Bính Tý. 20. Ngày đại thời là ngày Tuất, bao gồm có 2 ngày mùng 2 Canh Tuất và 14 Nhâm Tuất. 21. Ngày tứ kỵ là ngày 16 Giáp Tý. 22. Ngày tránh tứ phế là ngày 12 Canh Thân, 13 Tân Dậu. 23. Ngày tứ cùng là ngày 27 Ất Hợi. 24. Ngày ngũ ly bao gồm mùng 6 Giáp Dần, mùng 7 Ất Mão, mùng 9 Đinh Tỵ, 20 Mậu Thìn, 11 Kỷ Mùi, 12 Canh Thân, 13 Tân Dậu, mùng 4 Nhâm Tý, 15 Quý Hợi. 25. Ngày bát chuyên, ngày 11 Kỷ Mùi, ngày 12 Canh Thân, ngày mùng 6 Giáp Dần, ngày mùng 5 Quý Sửu. 26. Ngày ngũ mộ, trong tháng 2 năm 2023 âm lịch không có ngày này. Đó là 26 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc ăn hỏi dạm ngõ cho được hanh thông, thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 27. Ngày thiên nguyện là ngày mùng 2 Canh Tuất, là ngày nguyệt sát, đại thời, nhiều hung tinh, không nên dùng. 28. Ngày dân nhật là những ngày Ngọ, bao gồm ngày 22 Canh Ngọ là ngày tam nương, không dùng được. Ngày mùng 10 Mậu Ngọ, tuy trùng ngày trực bình nhưng cũng có nhiều cát tinh nên có thể ăn hỏi dạm ngõ vào ngày này. 29. Ngày thiên đức là những ngày thân, bao gồm 12 Canh Thân, 24 Nhâm Thân. Ngày này là ngày kiếp sát, đại hung, đại kỵ khởi sự mọi việc. 30. Ngày thiên đức hợp là những ngày tỵ, bao gồm các ngày mùng 9 Đinh Tỵ, 21 Kỷ Tỵ. Ngày tỵ là ngày vãng vong, trực mãn có rất nhiều hung tinh, không thể dùng được. 31. Ngày nguyệt đức là những ngày giáp, bao gồm các ngày mùng 6 Giáp Dần, 26 Giáp Tuất, chứa rất nhiều hung tinh, không dùng được. 16 Giáp Tý là ngày sát chủ, tuyệt đối không ăn hỏi dạm ngõ vào ngày này. 32. Ngày nguyệt đức hợp là những ngày kỷ, bao gồm mùng 1 Kỷ Dậu là ngày nguyệt phá, 21 Kỷ Tỵ là ngày vãng vong, 11 Kỷ Mùi trùng ngày dương công kỵ, tốt nhất không nên dùng 3 ngày này. 33. Ngày thiên xá là ngày 30 Mậu Dần, là ngày tốt thứ cát. 34. Ngày nguyệt ân là những ngày đinh, bao gồm mùng 9 Đinh Tỵ, nhiều hung tinh, 29 Đinh Sửu là ngày sát chủ, hai ngày này không dùng được, ngày 19 Đinh Mão là ngày tốt. 35. Ngày tứ tướng là những ngày bính, đinh. Các ngày đinh ta đã xét là ngày nguyệt ân, ngày bính có các ngày. Mùng 8 Bính Thìn là ngày thụ tử, 18 Bính Dần là ngày tam nương, 28 Bính Tý là ngày sát chủ, tuyệt đối không ăn hỏi dạm ngõ vào 3 ngày này. 36. Ngày thời đức là những ngày Ngọ, bao gồm các ngày. Ngày 22 Canh Ngọ là ngày tam nương, rất xấu. Ngày mùng 10 Mậu Ngọ là ngày tốt. 37.
Ngày tam hợp là ngày hợi, mùi, bao gồm các ngày. Mùng 3 tân hợi, 27 ất hợi là ngày tam nương, nên ta không chọn. Ngày 15 quý hợi là ngày tốt để ăn hỏi, dạng ngõ. Ngày 11 kỷ mùi là ngày dương công kỵ. Ngày 23 là ngày nguyệt kỵ, đều là những ngày xấu không nên dùng. 38. Ngày thiên hỷ là ngày hợi ta đã xét ở trên. Như vậy chúng ta đã dựa vào 38 tiêu chí của sách ngày tốt toàn thư. Như vậy, chúng ta đã dựa vào 38 tiêu chí của sách ngày tốt toàn thư để chọn ra những ngày tốt ăn hỏi, giảm ngõ trong tháng 2 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 2 âm lịch cho việc ăn hỏi, giảm ngõ. Sau đây là bảng tổng hợp những ngày tốt và những tuổi hợp kỵ với những ngày tốt này. Ngày 30 Mậu Dần, kỵ những người tuổi thân, hợp những người tuổi hợi, ngọ, tuất và những người có thiên can quý. Ngày 10 Mậu Ngọ, kỵ những người tuổi tí, hợp những người tuổi mùi, dần, tuất và những người có thiên can quý. Ngày 15 quý hợi, kỵ những người tuổi tỵ, hợp những người tuổi dần, mão, mùi và những người có thiên can mậu. Ngày 19 đinh mão, kỵ những người tuổi tỵ, hợp những người tuổi dần, mão, mùi và những người có thiên can nhâm. Đó là 3 ngày cát lành ăn hỏi dạo ngõ trong tháng 2 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn cho mình được những ngày tốt đẹp như ý. Mọi kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.